Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 168 về việc triển khai thực hiện chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu kế hoạch đó là tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn chất lượng nước sạch của Bộ Y tế và đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước đạt 100%. Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 100%. Tỷ lệ thất thoát nước sạch bình quân dưới 15%. Để đạt mục tiêu trên, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch truyền thông về bảo đảm cấp nước an toàn, chú trọng thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước bằng các biện pháp như lập hành lang bảo vệ nguồn nước và xây dựng các phương án bảo vệ, cải tạo chất lượng nguồn nước, mua nguồn nước thô, mua buôn nước sạch đối với các công trình cấp nước sạch tập trung khó khăn về nguồn nước, công suất nhà máy, đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng nguồn nước, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, siết chặt quản lý việc khai thác nước ngầm, kiểm soát ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây tác hại đến nguồn nước ngầm, thực hiện kiểm tra xử lý các vi phạm về xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, khai thác sử dụng nguồn nước trái phép, triển khai và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn cho từng hệ thống cấp nước.